Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mà nói qua tin nhắn thôi á, thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt, nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người người cha cha Bắc không, cha Hà Nội không? Anh Sơn em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm huệ mình, tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy. Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng khắp phố ấy, tỏa sáng bừng khắp phố ấy. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời em. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Chào bữa em. Nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi, vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, là chắc vợ em phải nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo lại được không Sơn? Em về đội của em. Về đội của em nha. Vâng ạ. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng có dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em mạnh dạng em khoe ra. Nhìn cũng được mà. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau, và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau, và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố ấy.
đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè, dạ, mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? À, đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là... Chưa, nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa. Thì em thấy hả, đứng xa xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao, thiệt là cao, nhìn lạ lắm. Cao, xong rồi mặc đồ thể thao. Cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói... Là sáng luôn. Dạ, là sáng. Nhưng mà về sau này mới thú nhận với em. Kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á, là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi. Em bảo ủa nghi là nghi cái gì? Kêu là sao chồng? Thấy chân dài quá, mình kêu không biết là con trai hay con gái. Thấy em cao rồi, dáng cao rồi vậy, em đẹp cao quá rồi nào... sợ. Kêu có khi nào có khi nào là người chuyển giới không? Cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam. Em là thích trai Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á, thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi. Em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á, thì em thấy ủa sao nó ngọt nghi. Xong rồi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không, có vẻ là không thích cha Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á, thì anh nói giọng nam nha anh, nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong rồi nói thử đi Sơn, chuyện nói tiếng nam đi Sơn. Dạ em sợ. Dạ em sợ. Quỷ sứ rồi. Hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì tự nhiên qua tới khu đó, cái ông chuyển giọng Bắc rồi. Ông nói Bắc luôn. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh. Sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu bao liền không? Nhờ? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cỡ một tuần thôi. Là tụi em... nghe nè, ảnh có đưa em về nhà nếu ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói là em là người đầu tiên anh dạ đúng mắt. Rồi dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Mà em thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường em thấy kiểu gia phong lễ giáo đúng không? Dạ đúng rồi, đúng cho rồi nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải tính dạ, kẻ nói chung không? Là kiểu cũng sợ. Hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu cũng hở kiểu dạng vậy, hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải kín đáo, kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu. Thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị, hiền. Rồi lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không? Tức là ba mẹ có đòi hỏi? Không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nhìn ở ngoài
chồng ăn chơi phết đấy, ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó, sau lần đó thì ba mẹ của Sơn có ý kiến gì không? Dạ. Có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốc hoảng. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu là em biết anh là diễn viên. Cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Cho cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Hai năm thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Câu hỏi đây là tính quen đến tốt. Ta đang hỏi tật xấu thì đó. Đi cứ khen tật xấu. Không có kể tật xấu. Thật mà tốt. Rồi bây giờ tật xấu á, tật nào mà em khó chịu á. Em chưa em vừa ý, em chưa vừa là... ý ấm á. Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, gia trưởng không? Anh con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, gia trưởng nếu mình không? Nếu mà gia trưởng thì chắc là em với anh là không có đến được với nhau rồi đó. Anh chỉ hơi cầm ràm thôi chứ. Cầm ràm. Hơi cầm ràm em thôi. Tại sao lại cầm ràm em? Tại sao lại cầm ràm? Ừ đó, tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi, mê đá banh hơn mê vợ nè. Không, em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao. Rồi kiểu vận động từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, cái gì cũng cứ kéo vợ theo. Mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là cứ kéo em theo á. Nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ về mệt. Đúng rồi hai cái tật xấu nha. Thôi còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, nhiều khi cũng muốn giận lắm chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á, thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á, mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to, liệt to, mắc tiền đồ á. Em nói với chồng em kêu là trời ơi, vợ không thích tặng hoa vậy đâu. Tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó. Thôi nếu mà không tặng vậy thôi, thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua gì mình mua, kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn hết. Xong rồi bảo chứ, nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ, người ta nói không thích thì người ta nói không thích. Nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi, vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Vậy đi ra mua đúng một bông thiệt, anh trời ơi, tức dễ sợ luôn. Mà mỗi lần vợ giận á, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À em giận, nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị. Mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy, kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi, em tức, em tức dễ sợ. Quá mà có sao nói dạ, gì đúng rồi. Ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận?
thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh là mà luôn. Em không có để bụng. Tối nằm, hai vợ chồng nằm xong tự nhiên ông thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ghét ôm ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Về luôn. Dạ, nghĩa là tự bả giận xong rồi tự bả cứ ngưỡng những cái ăn ra. Cái tự bả hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ giờ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó. Xa tay nè, xây ra cám này. Đó cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Quá ơi là rất là bừa bộn. Quá ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là cầm ràng. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo tính cách đấy vào và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Khá là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm ràm thôi đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì từ không có chịu, đúng rồi, không có chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng. Hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có thôi. Sao là gu của mình và gu của người khác? Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Và rồi sáng đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó, người đến, ta đến cuối đời và lại không đó. Không còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được? Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Dạ. Nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng. Tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi. Tức là muốn ăn sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó đúng không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè. Dạ. Kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Nhưng mà các em bây giờ là đã có em bé chưa?
Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng dạ. không? Tại vì có... sau này còn có em bé nữa. Dạ. Đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. À, thôi giờ chị thấy về nè, dạ. cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ thực sự. Rồi, cảm ơn bạn đã đến với chương trình Vợ chồng son. Yeah. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Tức chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Hải, em ở Đồng Nai, em được 30 tuổi. Em là làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ em tự giới thiệu, em là Đào Quốc Thịnh, năm nay em 31 tuổi. Em cũng làm nhân viên trên văn phòng, chung công ty với vợ luôn. Hai em là ở Đồng Nai luôn? Dạ đúng rồi, ở Đồng Nai, ở Trảng Bom luôn à. Hai vợ chồng lần đầu tiên quen nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau nè? Lần đầu tiên đó là em thông qua một người bạn. Xong rồi bạn kêu là giới thiệu cho cái anh này nhìn hiền, đẹp trai. Đó em cũng chưa lử lự là chưa có định quen đâu. Em cũng ngại nữa, tại vì lúc đó là em chưa quen ai luôn. Sau đó em nghe đâu thì ảnh đăng ký thi nam thanh lịch trong công ty. Xong cái em cũng tò mò. Xong rồi coi nhìn mặt ảnh như thế nào thì lúc đó là mới thấy cũng da trắng lắm, cao ráo, nói chung là nhìn cũng được. Đó, lúc đó thấy ok đúng không? Dạ. Bây giờ còn em. Còn em thì sao nè? Dạ là một hai lần đầu á thì bạn cũng giới thiệu mà, con nhỏ đó đó, mình nhìn thử coi. Thì mình nhìn cũng cao ráo, cũng dáng cũng dễ thương, bắt nhất là cặp mắt cũng đẹp đó, nên mình cũng quyết định quen, mình tìm hiểu. Thì kênh hiểu được vài tháng á, bắt đầu mình mới đi chơi. Xong bắt đầu là đi uống cà phê. Thì cái lần đầu hẹn hò là cũng ngay ngày 14 tháng 2 luôn. Wow. Cách đây mấy năm? Cái đây 2014 là 6 năm. 6 năm. 6 năm rồi. Dạ. Rồi. Và em có lên hát một bài là cũng tặng. Dạ. Với lại là một bó hoa. Trời, em còn nhớ cái bài đó không? Em hát lại một vài câu cho anh nghe được không? Bài chờ một người. Chờ hoài một người, anh đứng nơi cuối con đường. Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt qua anh vô tình, ngọn đèn đêm nhìn anh buồn tênh. Cái mắt hấp hiêm vậy là rớt liền. Mắt hấp hiêm mà nhìn đúng con người. Mắt hấp hiêm xong rồi đến là một bó hoa nữa là rớt rồi. Liền. Tụi em yêu nhau mấy năm thì cưới? Cũng khoảng 2 năm 3 năm vậy. Dạ bắt đầu là quen là 2014 là bắt đầu quen. Rồi lấy nhau năm mấy? Năm 2017. Tụi em cưới nhau được bao lâu thì có em bé? Đã có em bé chưa? Dạ được một bé gái. Lấy nhau xong thì qua tháng sau thì bắt đầu mới có em bé. Mà lấy nhau xong thì là ở đâu? Ở nhà bên chồng hay là ở bên vợ? Dạ ở bên chồng. Rồi mẹ chồng nàng dâu thuận thảo không? Nói chung là lúc đầu về thì mẹ chồng với con dâu thì cũng có nhiều cái cũng không hiểu với nhau á, nên cũng có qua tiếng lại. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? Mâu thuẫn giữa em với mẹ là cái vấn đề gì mà chưa hiểu nhau? Nói chung là cũng có một phần của chồng của em. Đó là gì? Ấy là lúc mới cưới về á, chồng em đi về á, tới nhà xong là
thay quần đùi, lấy xe chạy một mạch xuống ở dưới dưới gần nhà có một cái đội bóng chuyền buổi chiều hay tập chơi á, xuống ra đó chơi trong tới khoảng 6:30 7 giờ xong rồi chạy về dọn cơm nước ra ăn gì đó, là ăn cơm xong là lấy xe chạy xuống dưới quán đó lại uống cà phê với tán dóc với mấy đứa bạn ở dưới đó. Em thấy ngày nào em thấy mới lấy về mà chỉ muốn thích đi chơi tự do mình thôi. Dạ. Nhiều khi lúc đầu mình cũng nghĩ là mình cũng không sai gì, thì con trai đàn ông mà, nhiều khi người thì đam mê thể thao nữa. Cứ chiều về mà không đi đá banh đến bóng chuyền gì, nói chung là ngứa ngáy khó chịu lắm. Đó, xong thì cũng ngăn cản em. Thì em cũng nói là cái này đâu có phải là đá gà mê gì như cái gì bỏ bê gì đâu, anh chị thể thao buổi chiều. Nhưng mà không thích. Nhưng mà với em thấy cái đó cũng không cái gì là sai nhiều. Đó nên em cứ làm. Rồi xong rồi là gây lộn. Có. Chắc chắn là phải gây rồi. Và gây lộn. Tôi đoán nè, gây lộn. Xong rồi mẹ nghe, mẹ nghe được rồi mẹ binh con mẹ. Đúng không? Rồi em buồn. Đúng rồi. Sau đó em có bỏ về nhà em không? Dạ có. Cái lúc đó bầu 7 tháng hả? Bầu 7 tháng là em về nhà em. Dạ. Và cái lúc mà sinh con ra là cũng ở bên nhà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó em có qua em năn nỉ vợ không? Dạ lúc đó thì có qua thôi nhưng chưa năn nỉ lắm. Cũng là vợ ở nhà, vợ em ở nhà em. Dạ đúng rồi. Nghĩa là vợ đẻ rồi vẫn chưa năn nỉ luôn. Dạ. Rồi bao lâu thì là hai đứa mới về chung một nhà lại? Dạ mới về cách đây khoảng 1 năm, lúc đó bé tầm khoảng được gần 2 tuổi. Bây giờ là nhà riêng hay là vẫn ở chung với bây mẹ? Bây giờ thì em ở nhà riêng. Là gần 2 tuổi nay bé được 3 tuổi, 3 tháng 12 này là được 3 tuổi. Là mới có 1 năm hai đứa hàng gắn lại thôi. Dạ đúng rồi. Lúc vợ sanh có đưa vợ đi sanh không? Dạ bên nhà ngoại tự đưa đi. Đó em không biết. Xong bắt đầu hình như có linh cảm á. Xong bắt đầu em mới xuống bệnh viện và em mới biết sanh dưới đó. Lúc đó em đi vô bệnh viện mà em có vô chỗ vợ em sanh không? Hay là em chỉ đứng ở ngoài em nhìn thôi? Dạ không vô, em vẫn ở ngoài vậy. Được mấy ngày thì là chồng em mới thấy cái đứa con đó mới vô. Lúc đó em sanh xong rồi sang ngày hôm sau á chồng mới vô. 2 ngày. Hai ngày sau. 2 ngày. Rồi em nhìn con thì em thấy sao, em có cảm thấy mình có lỗi không? Thấy lúc đó cũng buồn buồn tủi tủi. Rồi lúc đó là có xin lỗi vợ không hay như nào? Dạ lúc đó cũng chưa xin lỗi. Vẫn cương luôn. Dạ lúc đó không phải là cương nữa mà lúc đó chỉ nhìn đứa con không à. Không có suy nghĩ vấn đề khác nè. Lúc đó mới sanh xong mà bắt đầu dìu vợ tập đi cho vợ ngoài. Tí xíu xong bắt đầu là bên nhà ngoại lên. Thì xong lúc đó em về. Rồi bắt đầu đưa con về. Em nuôi con tới 2 tuổi thì chồng em có thường xuyên tới thăm con không? Thời gian đó thì một tuần chồng xuống 2 lần, vào giữa tuần với lại ngày chủ nhật. Còn nếu mà em bận việc gì đó thì vào ngày chủ nhật thôi. Tức là một tuần một ngày? Nói chung là chỉ được nửa ngày thôi. Còn nửa ngày sau là anh về nhà rồi. Mà lý do gì 2 năm là hai đứa quyết định coi như là đi về nhà chung? Cái lúc đó con bé nó cũng lớn và bắt đầu đi học. Rồi bắt đầu mới nói chuyện và phụ nhau để nuôi bé đi học, trang trải cho bé. Thì lúc đó mới có nói chuyện với nhau và quyết định là thôi mình thử mình ra riêng mình ở. Nhưng mà bây giờ cái tinh thần cũng như là hai vợ chồng đã cảm thấy thoải mái, thấy là không còn lấn cấn gì nữa chưa? Yêu nhau trở lại chưa? Tức là yêu thì vẫn yêu nhưng mà cũng đang khó cái giữa hai gia đình với nhau. Từ lúc mà vợ bỏ đi là hai gia đình không gặp nhau nữa. Không gặp nhau luôn. Dạ đúng ạ. Mà bây giờ một tuần vậy về thăm ông bà nội mấy mấy ngày? Bây giờ thì cứ một tuần hai tuần là em trở về, cuối tuần em trở về một lần. Em đưa con về bên nhà nội, dạ. Tức là nhà em á. Vợ có đi theo không? Thôi. Lúc đầu thì có chở đi theo và nói chung là song song dành mặc cảm đang có mà. Xong rồi thời gian gần đây như không luôn, em có 2 bố con về thôi. Rồi bây giờ khi nào về nhà ngoại á thì là chồng có đi theo không? Dạ. Thấy trường hợp của tụi em á rất là căng. Cái này phải nói liền và tụi em phải hóa giải cái điều này liền. Đúng rồi. Chứ không là rất là nguy hiểm cho cái gia đình nhỏ này. Và cũng lại một lần nữa thì Vân cũng xin đứng ra, Vân xin phép để Vân được tâm sự một chút với gia đình nội ngoại hai bên. Đúng là cái chuyện này á, là hoàn toàn ông bà nội ngoại không ai có lỗi cả. Lỗi là do hai bạn này. Hai bạn này, cái tôi của hai bạn quá lớn. Thực ra mà nói á, nếu như lúc đó tụi em chỉ cần tịch tâm suy nghĩ lại một chút xíu thôi thì là sự việc nó không đến nỗi căng thẳng mất 2 năm trời như vậy. Khi bạn đã lấy vợ rồi và vợ bạn bắt đầu có bầu rồi á, thì bạn không thể sống cho riêng mình được nữa, mà bạn phải sống cho cái gia đình nhỏ của bạn. Còn với bạn thì khi mà bạn bắt đầu sống cuộc sống ở trong gia đình chồng rồi, đúng không nè, thì mình sẽ phải
cực kỳ khéo léo trong cái mối quan hệ giữa mẹ và chồng. Cách mà mình nói á, nó phải như thế nào đó, nó phải khéo léo. Vân muốn xin với lại hai bên nội ngoại á, là nhất là bên nội á, Vân nghĩ rằng đến giờ phút này khi mà các cháu nó hàn gắn lại được với nhau rồi, thì Vân nghĩ là anh chị nên mở lòng chấp nhận cái mối quan hệ này, cái cuộc sống gia đình này. Bởi vì đầu tiên hết là con mình sẽ hạnh phúc, cháu mình sẽ hạnh phúc. Chứ còn nếu để tình trạng này tiếp tục á, thì lỡ nếu như mà các em không có vượt qua được, kể cả hai gia đình luôn á, thì đi đến chuyện đổ vỡ thì rất là phí và rất là tội cho cháu của mình. Thành ra là Vân mong là cả hai bên nội ngoại mở lòng ra để cho cái mối quan hệ này, cho cái gia đình nhỏ này phải được hạnh phúc. Bởi vì thực ra cái cô gái này đã bị thiệt thòi 2 năm rồi. Nhưng trước khi coi như là ba mẹ mình mở lòng thì mình cũng phải dễ thương, đúng chưa? Đó có nghĩa là bây giờ bên này tự nhiên bây giờ ẵm con về thăm bên nội mà không có con dâu, rồi ngược lại em ẵm con về thăm ông bà ngoại mà không có con rể, thì làm sao có được một cái tình cảm gắn kết lại, dạ, đúng không? Vợ em không về nó cũng có cái lý do. Thì lúc mà đi á, về nhà ngoại á, thì bên mẹ với vợ có nói chuyện qua bằng điện thoại. Nói chung thì vợ em thì cũng nhiều khi tính bỏ lọc chọc lắm, nhiều khi nói đó chứ không có suy nghĩ mình đang nói cái gì, nên nhiều khi cũng mặc cảm. Bây giờ về nói chung cũng khó. Mẹ đang coi, em tưởng tượng mẹ đang coi trước mặt em nói cái lời gì chân tình nhất từ trong đáy lòng của em với mẹ. Nhiều khi em trực diện với mẹ em không nói được, nhưng bây giờ em đây đi mẹ coi, mẹ sẽ thấy, mẹ sẽ hiểu. Cái mà con cãi với mẹ là lúc đó là con bầu bì rồi, nói chung là nóng nực, nói chung là áp lực là vừa trong nhà rồi vừa áp lực với người chồng nữa, nên con có những cái lời nói khó nghe, nên mong mẹ bỏ qua cho con. Rồi vậy quá hay rồi. Rồi Thịnh thì nói gì? Thịnh nói gì với bên gia đình ba mẹ vợ? Dạ. Tụi con cưới nhau cũng được mấy năm, thì giữa vợ chồng con cũng nhiều sóng gió, thì ba mẹ cũng có la có rầy, cũng góp ý, nhưng mà mỗi đứa thì cũng giữ cái tôi cho mình, đứa nào cũng lì cũng cứng đầu hết. Thì cũng qua chương trình này, con chắc cũng chỉ có nói được một lời xin lỗi giữa ba mẹ hai bên gia đình, thì tụi con sẽ cố gắng, sẽ hàn gắn lại và sẽ cố gắng cải thiện cái bản thân mình để cho cái gia đình này sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Nói thật lòng là em còn yêu vợ em không? Dạ có gì. Em còn yêu chồng em không? Dạ còn. Chỉ cần nhiêu đó thôi, chắc chắn cái tình yêu này là tụi em sẽ vượt qua được, và tụi em phải giữ. Khi mà em đã nói ra được cái điều này với mẹ là em đã nhẹ lòng rồi, cả hai đứa. Và chị chắc chắn là khi cha mẹ hai bên coi được những cái điều tâm sự của tụi em, cha mẹ sẽ hiểu và sẽ bao dung, sẽ bỏ qua hết tất cả mọi điều, nghe không? Và anh chỉ mong là sau ngày hôm nay, qua ngày mai, Thịnh sẽ nắm tay vợ mình và con mình, dạ, về nhà thăm ông bà nội nghe em. Rồi xong rồi mình về thăm ông bà ngoại nghe em. Đó, hai đó, vợ chồng phải đi cùng đi, ở cùng ở và thăm cùng thăm. Rồi, rất cảm ơn hai em và hy vọng rằng là tất cả mọi thứ đều đến với các em đều được thuận lợi như ý nha. Yeah. Anh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm, nên là em không có giải thích gì hết đó, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Thôi rồi, đau thôi. Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu vợ cho bằng được luôn. Vậy cái, ủa sao vậy, ủa có chuyện gì vậy, mặt ngây thơ không biết gì hết, anh nằm mơ. Tôi đến ngày hôm sau bụp. Ủa chị mơ đêm nào mơ đánh lộn vậy đó? Dạ có hai đêm mà xong về sau em tức quá, em đánh lại quá trời luôn. Và bây giờ thì Quốc Thượng xin mời quý vị khán giả đang trong trường quay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em.
Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hữu Duyên, năm nay em 26 tuổi, em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh của công ty Hyundai Trường Chinh. Em là người gốc ở Sài Gòn. Thế còn em? Em xin kính chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Ngọc Vy, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa gây mê hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy và Vy, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau năm 2008. Lúc đó là tụi em đi chơi những cái buổi sinh hoạt hè chung với nhau. Thì em là bên đội của mấy bạn nam, còn vợ em là bên đội mấy bạn nữ. Thì lần đó là em gặp vợ em xong thì em đã bắt đầu cảm thấy thích thích rồi. Khi đó vợ em mới nói một câu là: "Ê, cầm giùm cái giỏ coi." Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì em cũng đứng đó, em lấy giỏ, em nhận giỏ. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai tin. Cái là... giỏ đó là chắc có chứa sét luôn á. Xẹt một cái là dính luôn. Vậy thì còn em thì sao? Em nhìn anh này em có ấn tượng gì về anh không? Lúc mà đi thi bên công tác đoàn á, mình vô mình thi đấu gấp quá rồi, mà chỉ có muốn mình anh đứng ở cái chỗ đó thôi. Thế là em đi ra em kêu là: "Ê, cầm dùng cái giỏ coi." Em quăng đùng cái cho anh này em cầm luôn. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhậu bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Rồi sau đó là như thế nào? Bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Dạ thì với em với vợ em á thì em tự quy định ngày đó là em coi như là ngày quen đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em phải có một cái chiêu gì đó để mà em chinh phục người đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi, thì do là lên cấp 3 á, hồi cấp 2 thì tụi em học chung với nhau, nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học ở một trường khác nhau. Thì từ trường của em qua trường của em là khoảng 5 cây số. Nhưng mà có một câu chuyện rất là vui, có nghĩa là ở đây khi mà trường em mà vừa đánh trống cái tung một cái là thầy cô chưa kịp báo là hết bài, là ở đây là em đã xong xuôi hết tập vở trong giò bỏ vào ba lô. Và tức tốc là trong vòng 7 đến 8 phút là em xuất hiện ở bên trường của vợ em. Trời ơi, nhanh như chớp ha. Tức tốc đạp đạp một cách mà phải nói là nếu mà hồi đó mà có mấy anh huấn luyện viên của đội tuyển xe đạp trẻ có thể thấy em, chắc cho em vào đội tuyển xe đạp của thành phố luôn. Luôn, chinh phục trúc vàng luôn á. Có phải là vì lý do đó mà em ngã với anh này không? Dạ thì trước giờ đi học á thì đưa rước toàn là ba em đưa rước thôi. Nhưng mà từ lúc mà có bạn đến bạn chở đi học rồi, thấy bạn cũng kiểu ngoan ngoãn hiền lành, không có ý đồ gì hết, thì ba em kêu là: "Vậy thôi bạn chở đi học luôn đi." Thì cứ đi với nhau một thời gian, vậy nó thành thói quen luôn. Bao lâu thì hai em mới chính thức là yêu nhau? Tụi em vợ em ở đây á là không có xác định rõ ràng là mình mối quan hệ như thế nào. Thì chính vì vậy cái một lần em nhớ không lầm á là năm đầu tiên của lên đại học, vợ em lại có nhiều thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Có một người anh kia theo đuổi vợ em, ảnh cũng vừa giàu nè, đẹp trai, phong độ, mà lại học đại học trường y nữa, theo đuổi vợ em. Thì lúc đó mình vẫn chưa có được vợ xác nhận là quen. Lúc đó mình tự nhiên cái ghen anh. Bữa có một lần có một người bạn vô tình á, người đó nói lại với em: "Ê, tao thấy con Vy nó mới, thằng đó mới chở con Vy về kìa." Trời ơi, em là không cần xác minh cái gì hết, gọi điện thoại cho vợ em. Trời ơi, dùng giống như là bao nhiêu giận mà máu sáu cơn lắc ào ra hết, chút hết lên người vợ em mà không cho vợ em nói một cái gì luôn. Anh này thì ảnh nói kiểu lớn tiếng á, mà em mà nghe hoặc ai mà nói lớn tiếng á là em không cần biết nội dung, em sẽ tắt máy đầu tiên. Sau đó anh này ảnh chưa đâu, ảnh gọi lại mấy lần nữa. Rồi sau đó anh nhắn tin, ảnh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, ảnh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. 6 tháng, trong 6 tháng đó thì... Mà em sao, lúc em sống chết rồi, sống dở chết dở rồi. Lúc đó là vẫn còn rất là thương, thương quá, vẫn còn thương. Đó. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Xấu ơi là xấu. Giận quá mất khôn, lúc cuối cùng em làm sao mà... Thì em thì vẫn cứ theo đuổi vợ em, thì vẫn cứ là nhắn tin qua lại. Thì nhưng mà do là em nhắn tin á, thì tin nhắn nào của em đến á, thì vợ em đều xóa hết. Nên những cái gì mà em muốn giải thích hoặc là muốn giảng hòa thì đều, vợ em đều không chấp nhận. Thì trong cái khoảng thời gian chia tay á, thì giống như em không có quan tâm đến bản thân mình lắm á. Kiểu như là mình cứ cắm đầu vô học này nọ. Thì có một hôm đi trên đường mà đi học từ thư viện về á, là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ. Thì khi mà em về tới nhà thì em bị kiểu chưa về tới nhà đâu, em bị đau bao tử á. Thì em mới gọi điện thoại cho những người quen, em đưa ra một cái clip
ưu tiên 1, 2, 3, 4 em gọi hết luôn nhưng mà không có ai ra được thì em mới nhớ tới anh này mà một cuộc ảnh ra liền luôn. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, người ta chờ có nhiêu đó. Cơ hội. Em, lúc đó em vẫn có lý trí lắm nha, có nghĩa là khi mà em chạy ra thì em nghĩ nếu bây giờ mình đi ra một mình thì mình sẽ phải đi chung với vợ mình về, nên lúc đó mặc dù là 9 giờ rưỡi tối rồi nhưng mà em vẫn gọi điện thoại cho một người bạn thân của em là kêu là ê mày giúp giùm tao bây giờ, hiện tại là Vi đang đau bụng quá không có thể nào mà di chuyển về được, thì mày có thể lên với tao hai thằng kè Vi về không. Em nói với bạn em là một đằng như vậy thôi nhưng mà thật ra là em đang lợi dụng nó để lên trên đó nó đi xe của em về, còn em đi xe em chở vợ em về. Wow. Cái câu chuyện này cái người bạn nó biết không? Dạ, người bạn đó chắc hôm nay em chia sẻ mới biết chứ lúc đó không biết luôn. Mà chắc là bạn đó đến khi mà xem chương trình này rồi mới biết đúng không? Dạ, bạn đó đang có mặt ở trường quay. Đâu bạn nào đâu. Tôi hy vọng là bạn hãy nên đè nén cái cơn giận lại. Đừng có nhào ra đây quánh bạn của mình nha. Coi như tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau đến đây là khoảng 8 tháng. Trời ơi, quen một thời gian dài dằng dặc vậy đó. Mà mới cưới đây. Dạ. Từ 8 tháng. Trong 8 tháng qua thì các bạn có vỡ mộng gì về người bạn đời của mình hay không? Dạ, thì vợ em á, mỗi lần mà khi giận thì sẽ không bao giờ nói ra. Thành ra là mình cảm thấy có lỗi mà, nên là bằng mọi giá là em phải xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi của vợ em á, thì không đơn giản là ví dụ câu chuyện đó em vi phạm một lỗi thì em xin lỗi lỗi đó là xong, không có đơn giản hay đâu. Em phải ngồi em phải liệt kê ra là em bị cái lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tự nhiên từ có một cái lỗi nhỏ cái lòi ra đâu ra 8, 9 lỗi lớn. Dòng ở dưới nó có mấy cái dấu cộng nữa đúng không? Một cái thứ hai nữa là vợ em rất là vui. Bình thường vợ em á ngồi mà ngoáy mũi ra không sao, không có em ở đó thì vợ em rất là bình thường, có nghĩa là vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng rồi chùi rồi lại đi vứt rác. Còn có em. Nhưng mà có em thì vợ em xong móc ra: chồng ơi, màu gì vậy chồng, hôm nay nó lỏng hay nó đặc vậy chồng? Đã vậy thì đơn giản thôi đó. Chồng ơi, lấy cái tay của chồng á, chồng chiết con tay. Chồng chiết vô khăn giấy giùm vợ nha. Cứ lần nào có em là 10 lần là y chang 10 lần là vợ em làm hành động đó. Nhưng mà cái đó em rất là thích. Tức là đến cái phần mà mong muốn thay đổi là không bao giờ muốn thay đổi. Cái đó là một cái mà duy trì cho cái mối quan hệ vợ chồng á, lúc nào nó cũng vui vẻ vậy. Rồi còn em, giờ tới phiên Vi đó. Dạ, anh này á thì em không biết ở nhà như thế nào nhưng mà khi đi với em á là quần áo thẳng tắp luôn. Thơm tho. Mà em về tới nhà á thì em ở chung em mới biết anh này á là ảnh mặc đồ xong, mỗi ngày ảnh mặc một bộ nhưng mà ảnh mặc xong rồi ảnh sẽ treo lên một cái cây treo đồ trong nhà. Thì em khi mà em vừa mới bước về nhà em thấy cái cây treo đồ nó đầy đồ luôn, thì em mới không biết được là đồ đó mặc bao nhiêu ngày rồi, thì em mới cầm hết đống đồ đó đi em giặt hết. Anh này về anh giãy nảy lên, anh nằm trên giường giật đùng đùng lên. Ôi. Anh nói tại sao cái quần đó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi, phải mặc đủ 7 ngày em mới cho anh. Rồi tiếp đi em. Tiếp anh này anh lấy em về được 1 tuần là anh đánh em rồi. Ủa nha, là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy nè, nằm lên nằm sát vô. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Thôi rồi, đau thôi. Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu dậy cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy, ủa có chuyện gì vậy, mặt ngây thơ không biết gì hết, anh nằm mơ nó đến ngày hôm sau á. Ủa trên mơ, đêm nào mơ đánh lộn vậy đó. Dạ trời. Có 2 đêm mà sau về sau em tức quá, em đánh lại quá trời luôn. Mơ đánh lộn với khách hàng hay sao? Dạ không phải, lần đầu nghe vợ kể á là ủa sao đòi chồng đánh vợ, thì em vẫn chưa tin, nói sao mà đánh được, thương không hết làm sao mà đánh được. Cái lần thứ hai cũng vậy, nhưng mà lúc sáng dậy thì thấy mắt vợ bầm, với lại cái nhẫn của em này quấn lúc mà ấy thì có xẹt một cái đường ngay trên mặt vợ em. Trời, thì lúc đó thì em mới tin là do tối mình ngủ thì mình có cử động tay chân, nhưng mà do là em là người chơi vận động nhiều nên nhiều khi là mình không có kiểm soát được. Bây giờ vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ thì theo em thì em mong muốn vợ em á là biết quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn xíu. Thì vợ em là đang có giống như là đau bao tử á, đau mà đau quặn quằn quại luôn. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà không, vợ em vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Tại vì mình sắp tới hai vợ chồng mình đang cũng rất là mong muốn là có em bé, thì vợ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn xíu nữa để mà sau này có con thì mình còn chăm sóc cho con được. Còn vợ thì mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em thì mong muốn chồng em thay đổi là gọn gàng một chút. Ảnh chăm sóc cho bản thân ảnh tốt hơn á, ảnh gọn gàng hơn thì mai mốt ảnh mới phụ em chăm sóc cho em bé được. Thứ nhất, thứ hai là muốn anh này ảnh kiểu
năng động lên, có nghĩa là khi mà mẹ chồng em nói cái gì đó hoặc là khi em nói cái gì đó thì anh sẽ làm liền, còn anh này anh kiểu anh đợi nói cả 5-6 lần anh mới làm á, thì cứ từ từ. Dạ đúng rồi, anh cứ từ từ á, tính anh hơi lề mề một chút á, cho nên em muốn anh thay đổi cái tính đó, nghĩa là nhanh nhẹn hơn. Thực ra hai bạn đây là một cặp đôi rất là thành đạt luôn, cả hai vợ chồng. Bây giờ cái điều mà các bạn mong muốn nhất á là có một đứa con. Dạ. Để cho ông bà nội, ông bà ngoại là thỏa mãn. Yeah. Đúng không? Yeah. Chắc chắn là khi mà các bạn có con rồi thì hạnh phúc sẽ nhân đôi nhiều hơn. Yeah. Là bởi vì cả hai bên gia đình cũng đang rất mong mỏi cái điều đó. Rồi, em cảm chúc ơn em chị. Hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, chào em. Chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể. Em thấy tội, em thấy thương. Em mới nhắn Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cho bả nhắn lại. Ông này bị điên hay sao? Nó chặn số điện thoại em luôn. Nó chặn tin nhắn luôn. Em cũng là mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô ba la đau 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 thì em buông ra. Hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân. Dạ chào anh Út Thuận. Em tên là Phong, 30 tuổi, nhân viên kỹ thuật của công ty CJ Cầu Tre. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trường, em 30 tuổi, em đang làm phòng kinh doanh của công ty tư vấn du học. Nhưng mà năm nay là năm nay khó khăn. Dạ. Du học chắc ngưng hết rồi ha. Đây là tình trạng chung. Anh đang rất muốn biết rằng là cơ duyên nào hai em gặp nhau. Tụi em quen nhau 11 năm. Lúc đó là em học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, thì em hay đi đá banh ở công viên Lê Thị Riêng á. Đá banh hả? Dạ dạ. Tụi em hay tập đá thì thiếu người. Anh này ở trường khác thì cũng đứng coi, xong rồi em thấy cũng có vẻ cũng đam mê, xong rồi em mượn vô để chụp gôn hay là đá cho đủ người. Ủa, em đứng đó em coi gì em? Là em thấy phụ nữ mà đá banh em khoái là em coi, với lại em thích đá banh nữa. Coi giò coi cản là nguyên đội nữ không? Dạ nguyên đội nữ. Mà ông đứng không coi đội nữ đá banh. Em coi để em huấn luyện á. Xong rồi là em được nhờ vô cái ở chụp cái vị trí nào nhiều nhất? Dạ chụp gôn vậy, chủ yếu là để đi lượm banh thôi. Thì nữ là hay đá ra. Ủa, ngoài mà sao được em? Sao được em, tại nữ đá nhau sao mà thiếu người anh? Thiếu người anh. Mượn thường xuyên không em? Dạ mượn thường xuyên. Mượn đến khi nào thì mới bắt đầu? Sau đó thì tụi em thấy ông này sao mà nhát dữ, kêu vô là biểu gì làm nấy luôn á, không có dám làm gì hết trơn. Lúc đó em nghĩ trời ông này về sao cua gái. Đó là em có ấn tượng gì về bạn này không? Có thích bạn này không? Thấy thích hả? Giống như trong đội mình thấy ai đẹp á. Ý mới đứng coi. Nhưng mà em không phải là người đẹp trong đội. Thích rồi nên em nhờ mới vô. Dạ. Mới vô làm liền đó, là xong rồi đó. Sau những ngày đó thì rủ đi chơi này nọ. Rồi quen một thời gian thì tụi em thấy anh nhát quá. Em nghỉ chơi em chơi nữa. Nhát quá không biết cô gái. Có quen một thời gian. Quen thời gian. Mến thích trên thì mất tình bạn. Hẹn nhau đi ăn đi uống vậy anh. Về quê Tết rồi đó rồi giận hờn vậy đó rồi mất liên lạc tới khoảng 2015. Dạ. 5 năm trời mất liên lạc với nhau. Dạ. Cơ duyên nào mà gặp lại nhau? Trong thời gian không chơi với nhau nữa cũng mạnh ai cũng quen những mối quan hệ khác. Rồi sau một thời gian thì cả hai cùng thất tình. Đồng cảnh ngộ vô tình tìm thấy nhau ở trên Facebook. Nhớ lại bạn này ngày xưa mình cũng có quen thôi, lâu rồi hỏi thăm sức khỏe nhau. Cà khịa nhau. Mới đầu là cà khịa nhau trước. Thì thấy thất tình, nhau. Đồng cảnh ngộ nhảy vô cà khịa. Cà khịa rồi nói chuyện đâu khoảng 2 tuần. Rồi mới hẹn đi ra nhà ra ngoài. 5 năm ở cái thời thanh niên nó sẽ thay đổi rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì khi tụi em gặp lại nhau thì cái ấn tượng của tụi em như thế nào? Em thấy vợ em thì xinh hơn lúc trước nhiều. Giống như lúc trước là còn đi học cho nên không có chỉnh chu, không có chăm sóc. Đi làm rồi thì tôi nghĩ là đẹp hơn. Lúa trổ đồng đó em, lúa trổ đồng. Em thì dạng dĩ hơn rồi. Dạng dĩ may quá. Anh ấy đã biết cô gái. Anh ấy cũng quen đó phải không? Dạ, anh ấy đã biết nói chuyện. Đó, cái bữa gặp nhau đầu tiên đó là cua làm sao? Có gấp cho em ăn. Nhưng ngày xưa là không có chuyện đó. Đó, rồi có nắm tay được không? Dạ chưa. Chưa được nắm tay. Là được làm hộ. Được nắm tay chưa anh? Không nắm. Có tấn công quyết liệt không? Gặp lại mình thấy mình có ấn tượng, mình thấy thích, từ từ mình mới nhắn tin hỏi thăm tại sao chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể, em thấy
tội em thấy thương. Em mới nhắn Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cái bả nhắn lại, ông này bị điên hay sao? Chặn số điện thoại em luôn, chặn tin nhắn luôn. Tên của bà cũng nữ tính quá. Dạ, hai vợ chồng đọc tên lên không ai đoán được ai là vợ, ai là chồng, ai là vợ luôn. Không, không, dạ. Trường. Trường Phong. Khi nào thì em mới chấp nhận? À, tụi em mới cưới hồi ngày 8 tháng 8 2020. Gặp lại rồi quen nhau là từ 2015. Dạ. Dạ. À, tới 2020 mới cưới nhau. Dạ. Vậy là trong 5 năm, có nghĩa là em gợi ý muốn cưới cổ mấy lần? Dạ, em như là đếm nổi không, ba lần hay gì vậy? Ba lần luôn. Ba lần. Lý do em sao lần nhớ thứ ba mà em đồng ý cưới? Mỗi lần mà em bực mình lên ấy, em chặn số điện thoại ấy, anh ấy cứ đến trước cái nhà em ở ăn dầm nằm về lê lết ở dưới đấy. Em sợ ảnh hưởng đến chủ nhà của em, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm á, em phải xuống thôi, em phải ra mặt thôi. Đó, cho nên làm thì sau đó em mới nói chưa có ổn định, với lại em cũng lo bây giờ quen nhau thì vui vẻ thế này thôi, nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân, quen là quen mà cưới là cưới, nó khác nhau. Lúc đó thì công việc em ổn định chưa? Dạ, công việc em thì ổn định anh. Mới chỉ có tới thôi, gần cưới, chuẩn bị cưới thì công việc có chút thay đổi. Em có sống thử không? Dạ, dạ không. Em là một người truyền thống. Nghĩa là giữ gìn. Dạ. Dạ. Giữ gìn. Có thể chơi nhiều cái khác nhưng lại truyền thống trong cái việc đấy. Quen người cũng đi chơi, cũng đi du lịch, cũng đi nhiều lắm. Tụi em đi rất nhiều nơi. Nhưng mà giữ cách. Không giữ khoảng cách thì giống như ở chung thì cũng ôm nhau ngủ vậy thôi. Trừ cái đó thôi. Em thì cũng người bình thường, không phải thánh, nhưng mà mình thương. Mình thương nhiều quá cho nên chấp nhận. Em càng bực bao nhiêu thì tới đêm tân hôn là em càng cảm thấy là xứng đáng đúng không? Dạ. Mà đêm tân hôn chưa được nói chuyện, tại vì nhà em ở dưới quê mà giống như nguyên cái nhà lớn vậy đó, dập chùa kế bên nữa, cho nên làm gì là cả nhà biết hết. Bữa đó không làm gì hết thì lên trên đây ở riêng, thuê phòng trọ phải hỏi kỹ là có cách âm không. Nhưng mà cũng không được, tụi em phải 3 tháng sau. Giữ vậy chờ mới có 1 tháng mấy được thôi đó hả? Dạ, mừng lắm vậy. Em cũng là mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có chứ mỗi lần mà cách nào nữa đâu, đụng vô ba la đau thì em buông ra luôn. Mà giờ ok chưa? Giờ này giờ ok em? Dạ, giờ không có la đau mà không có la nữa. Mà em không ấy gì là sẽ la em là em bị la. Em bị la. Không, bây giờ là đây là giây phút tận hưởng nè. Dạ. Mấy tay em làm cái gì á? Đang vỗ tay. Đây là cái gì đang la đúng không đó chị? Sau em hoài coi như là được được nhiêu ta, được mấy tháng. Dạ. Vậy đâu có thấy tật xấu đâu, có lòi ra tật xấu gì của nhau không nè? Có chị. Dạ. Anh thấy Phong hiện chết luôn. Dạ. Nhưng mà ở trong mới biết, ở trong chăn mới biết. Đâu ví dụ tật xấu gì đâu coi nè. Hay coi điện thoại á chị, anh hay coi sàn ở trên mạng á, luôn luôn có cái để coi hoài luôn á. Mà chúng ta đều đi làm, đến buổi tối là sau bữa cơm là nên dành thời gian tâm sự. Hôm nay tôi bực bội cái gì, tôi vui cái gì, tôi bức xúc cái gì. Hai vợ chồng cùng coi một bộ phim. Dạ. Ví dụ như mẹ con trên kênh Hồng Kông Entertainment mà ngồi em tâm sự, anh cảm thấy bây giờ sắp tới mình sẽ làm cái này, làm nọ, làm kia. Giống như em đang ngồi với cái máy ấy, còn ảnh thì vẫn cứ coi sàn. Em bực quá thì em xuống dưới đó em ngủ. Còn vậy một là em xuống đất, hai là ảnh đi ra sofa. Đó, rồi sao nữa nè? Ảnh tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá. Tốt chứ. Nhưng mà tiết kiệm quá, ăn không đó dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Mà về nhà là không mặc đồ luôn đó đúng không? Đấy, đúng rồi chị. Mặc không dám mặc mà. Dạ. Mặc sợ hư đồ đúng không? Tối ngủ mà không mặc. Giặt luôn. Nghĩa là tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá, nó không có ép em là không được mua này mua nọ, shopping này nọ kia. Nhưng mà cứ mỗi lần em mua này cái nọ kia về thì anh lại hay hỏi này ở đâu ra. Dạ, em hỏi để coi mắc hay rẻ để em mua giùm. Để làm gì? Coi chỗ nào rẻ hơn em mua. À được. Tối nay em nói cho nghe. Đó. Sao nữa nè? Đó rồi lâu lâu đá banh á. Đá banh xong á thì đi nhậu. Đá banh xong là khoảng 9 giờ đêm rồi. Nhậu đến 10 rưỡi về, 11 thiếu giờ. Nước, mất nước. Mà em đang nghĩ đến một ngày là giả sử đi nhậu xong lỡ có chuyện gì 11, 12 giờ đêm gọi cho em. Để nói là em ơi anh đang bị cái này nọ kia, làm sao mà em có thể ứng cứu, em có thể có mặt đó. Em biết đường đâu mà đi. Em sợ đúng không? Dạ. Vậy em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Cũng may là đá banh xong nhậu rồi.
Thì nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu anh vui thôi, đừng vui quá. Ảnh sống thoải mái lên tí, thông khoáng lên tí. Nhưng mà em, giờ tới em đó, bây giờ dồn em quá. Giờ em bóc lại. Dồn vô, anh đừng cùng luôn á. Ở trên đây có 30 phút thôi, nhưng mà mình sống cả đời đó nha anh. Anh nói sợ, anh nói. Vợ em thì có một cái tính là giống như hơi cố chấp. Nhưng mà khi mà có một cái việc gì á, em nói á, thì không có nghe. Cái gạt qua một bên vậy đó. Giống như mà khi mà giận nhau á, bả được quyền nói thôi. Bả nhắn tin hay gì, bả nói một lèo xong tới lượt em, bả chặn. Em đâu được quyền nhắn, bả chặn hết chặn luôn. Chặn tin, chặn hết luôn. Có cái chiêu hay thật, các chị tức, phải học quá. Không làm dạ. gì được anh. Em mò hết cách, chặn điện thoại rồi đóng cửa, em gửi mail là hết chặn được, cũng đọc rồi. Mail không chặn được, chỉ có thể cho vào trang mail thôi. Sao nữa, cái tánh em hơi tiết kiệm, vợ em thì hơi phóng khoáng chút. À, trời em cũng bù đắp đó em. Dạ. Làm đồ ăn, dọn ra ăn, rồi xong quay qua quay lại thấy bả đóng tiêu. Không quay qua thấy lấy cái cục đồ ăn đem ra ăn chó nhà hàng xóm ăn. Trong khi đó em ăn, để cái này bả ngon để dành cho bả đi, bả không ăn lát mình ăn. Quay qua quay lại gấp để riêng, hỏi chi? Đem cho con chó ăn. Không lẽ em nói giờ, không lẽ em dành ăn với con chó. Mà chó nhà hàng xóm nữa. Em thích lắm, em thích chó mèo lắm. Ừ. Dễ lắm, mai em mua thích con đi. Anh không cho, anh không cho em nuôi thú cưng. Em thích chó mèo ghê thích, lắm. Em cũng thích mà nó dơ. Sợ hốt đúng không? Em suốt ngày em phải đi nựng chó hàng xóm. Cũng vậy nè. Dơ thì dở, em sẽ tự làm. Tại giờ chưa có con mà đúng không? Dạ chưa. Anh ngủ đi, anh ngủ đi. Bây giờ chị nói nghe hai đứa, tụi em còn quá son luôn á. Thực sự cái cuộc sống hôn nhân của tụi em nó còn quá mới mẻ luôn. Thì chị nói trước nè, trong một cái năm đầu tiên á, là cái năm sóng gió của hai vợ chồng. Sóng gió đây không phải là cái gì mà là tụi em bắt đầu phải tề cái tôi của mình lại để mà tụi em khớp vô nhau. Chứ còn nếu không á, là sẽ gây lộn liên tục. Lúc này bắt đầu tìm hiểu nhau đi, tìm hiểu nhau giống như hồi mình mới yêu nhau vậy đó. Đó nha. Đó thì để mà mình dung hòa với nhau cho cái gia đình mình hạnh phúc. Dạ. Rồi, okay, mong rằng là các em sẽ hiểu nhau nhiều hơn và phải tận hưởng cái năm đầu tiên của hai vợ chồng. Đúng rồi. Nghe. Có đi du lịch đi chơi rồi đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Ok, nghe. Dạ. Rồi, bây giờ mình bốc thăm trúng thưởng đi. Cảm ơn anh chị. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nó chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười. Ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui, tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Có cháu. Dạ có cháu rồi. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Lần đầu sau, sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất là xịn. Dạ, nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Trời ơi đó, bởi vậy mình nôn nao không uống đúng không? Ui, cặp vợ chồng này đẹp đôi quá. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phụng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là một luật sư. Và bên cạnh đó em có kinh doanh về mảng giảm cân với lại chăm sóc sắc đẹp. Dạ. Em là Nguyên, một streamer chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì em còn rất là yêu vợ. Anh rất muốn biết rằng là hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nè? Anh nói em nói. Đoán đi, em đoán đi cho nó vui vẻ coi. Anh này đi làm đẹp và đến gặp ngay cái chỗ mà làm cái chỗ này nó quá là hiệu quả. Cho nên về như là lên streamer đó, lên giới thiệu. Cái thế giới của streamer là em chỉ có trong bốn bức tường à. Em cũng không quan tâm đến là streamer như kiểu em không quá đẹp như là chị Hồng Vân để có thể lên TV chẳng hạn. Không không, anh đang đoán. Hãy để anh đoán. Anh Bin đang đoán là tại sao tụi em lại có thể gặp nhau được. Nói là anh đang đoán là em đi em làm nói đẹp. Tại vì suốt ngày làm trong phòng cũng quá cho nên cần phải làm đẹp, phải đi tinh trang nhan sắc mà đến cô này làm đây. Và trong lúc làm thấy hiệu quả quá, thấy cô chủ đẹp quá là cô luôn, dính luôn đúng không? Em nghĩ là một cái duyên trời định á. Thật ra là em với lại chồng em là quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Rồi thôi, anh đoán là chớ quớt rồi. Dạ đúng rồi. Sai quá nhiều. Anh này là một cái người nhìn rất là đẹp trai. Thì em nghĩ là chắc là cũng rất là đào hoa. Không phải cái tiếp người mà em thích. Nói chuyện được 15 phút thôi là không có nói chuyện nữa. Rồi xong là bẵng đi. Một tháng sau là em thấy một người follow em trên Instagram. Thấy hai đứa có một người bạn chung. Từ đó mới là nói chuyện lại. Thật ra em ấn tượng với cái app đó, cái app hẹn hò đó. Tại vì khi mà vô là có thể xem coi cái cô đó có tính chất như thế nào. Phải nói chuyện với rất là nhiều cô để có thể lọc được như vậy. Khi nào thì các em mới chính thức gặp nhau ở ngoài và tìm hiểu mới? Sau khi nói chuyện được một tuần
Em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ấn tượng đầu tiên là anh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi, nhưng mà vẫn cho một cái cơ hội để mà mình tiếp tục mình tìm hiểu lẫn nhau. Em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi em biết mấy vợ em là người hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Hiếm là vậy đó. Dạ. Hiếm hàng hiếm luôn. Anh nhìn cô xinh đúng không? Không, cái lúc đó là anh nghi liền. Anh nghĩ giả sử mà cô xinh như vậy mà cô chưa có mối tình nào cả thì có vấn đề gì ở thôi. Từ lúc em suy nghĩ như vậy thôi. Em càng tìm hiểu thì em thấy rằng vợ em rất là tuyệt vời. Dạ. À. Rồi thì bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức tỏ tình cổ? Anh nghĩ là em tỏ tình cổ đúng không? Dạ dạ, em tỏ tình cổ, tại vì đó là luật. Em nhớ là buổi đó là em tỏ tình. Thực ra cái câu chuyện trước đó em cũng phải tìm hiểu. Em sợ hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cô là có một tính chất rồi đó. Dạ. Có thể là cô yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu em. Em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô dạ tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về. Một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó. Dạ. Đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á, là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á, thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi. Nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này, mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức, nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ là nó yêu nhau như vậy khá là nhiều. Chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt đầu nắm tay, mới lại hôn, mới lại ôm nhau. Dạ. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào mà đá ở dưới trời tuyết hay sao anh? Đó là cái trận mà mang cái cảm xúc cho cả đất nước này luôn. 2018. Dạ đúng tháng rồi. 12 năm 2018. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đi bão xong rồi về. Rồi anh nói là ngày này một tháng trước thì là em là người mời anh ra trực tiếp gặp mặt. Thì bây giờ một tháng sau thì là anh ngỏ lời em là bạn gái của anh nha. Thì mình thấy dễ thương tại vì mình cũng nói bất ngờ. Không trong ngày đó được. Thế em không nói không được, có nghĩa là em nói xong là em thu hoạch liền đúng không? Dạ có. Tụi em yêu nhau trong bao lâu? Dạ 8 tháng xong rồi cưới nhau. Dạ. Có nhiều những kỷ niệm đẹp không? Cãi nhau đến độ mà chỉ muốn chia tay nhau hay là có. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nói chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Nghĩa là lần đó là em thì em thích là ví dụ như là nhắn tin là phải trả lời nhau liền. Nhưng mà ảnh nhiều khi ảnh lâu lắc, anh đi làm gì kia xong anh mới reply lại. Thì em cứ nhắn vậy hoài nhưng mà ảnh không có chịu thay đổi. Tới cái lần đó là buổi đêm trước khi mà anh đi ngủ em lại nhắn một tin dài. Ý là em nói là em cho anh nhiều cái thời gian để mà anh thay đổi. Ngoài cái đó còn những cái khác nữa. Nhưng mà anh vẫn vậy. Thì anh này anh rất khó chịu. Một cái là em cũng sai là tại vì anh nói là anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ. Làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Mà nhắn tin qua điện thoại, trời ơi em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay ấy, có nghĩa là thiệt. Đó nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Xong nói là không, bây giờ nếu muốn chia tay ra gặp mặt chứ không có nhắn tin như vậy. Rồi lúc mà ra thì em nói là ông giỡn. Trời ơi chị coi chị nổi không? Chứ anh gì biết, nữa. Cho dù anh không nhớ câu chuyện nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là đúng rồi. Toàn bộ câu chuyện. Thì anh nói vậy mà à, tức là anh phải nói một cái gì đó rồi xong. Nhưng mà anh ý phải là nói bình một thường cái gì đó rồi xong anh mới nói là ok anh giỡn. Đàn ông họ nói chia tay có nghĩa là nghiêm túc đúng không chị? Đúng. Còn lần này là anh nói là anh giỡn. Còn bình thường là phụ nữ ví dụ như em nói chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự là em có muốn em giỡn là em cái lúc đó con nít anh Thuận ơi. Em đau không? Dạ em tại em nóng tính nữa. Phụng làm gì Phụng làm, rồi em làm việc của em thì em chỉ nghĩ như vậy thôi. Xong rồi từ lúc đó là nhưng mà ra thì cô này quan trọng quá, cuối cùng lại là giận. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà 9 tháng rồi cưới liền vậy? Bác sĩ kêu cưới. Vui ở đâu? Vui ở Nha Trang hay vui ở Sài Gòn? Lần đầu tiên của các bạn là ở đâu? Nha Trang. Đó. Nha Trang đúng không? Đó. Thì thường là accident nó cũng đều từ đó mà ra cả đó mà. Lần đó. Rồi sao? Bác sĩ báo cưới thì là em, anh Nguyên. Lúc đó thì em vui không? Lúc em nhận được cái tin nghe bác sĩ nói vui không? Dạ, em có kinh nghiệm. Dạ,
Tại vì trong trường hợp giả sử như kiểu em gặp trong một người bạn em cũng đã giống như vậy. Trong trường hợp người bạn em thì em có cảm giác như kiểu em rất sáng suốt trong cái lúc đó khi mà em nói rằng mày phải cẩn thận, mày phải kiểm tra dạ, cho chắc là sau đó. Dạ, nhưng mà cái lúc đó thì cái kinh nghiệm đó hình như nó cũng không giúp cho em nhiều, em vẫn sốc. Em vẫn dạ, em vẫn nói giống như là bây giờ không lối thoát hay là một cái gì đó. Nó em chưa sẵn sàng cho cái đó, em không biết cái đó là gì cả. Khi mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em báo ngược lại với chồng em là người thử. Lúc đó là đang về quê, xong thử que. Xong mới thấy là hai vạch. Sau đó là em cũng sốc, cũng khóc. Tại vì em nghĩ là lúc đó là giống như em đang muốn tập trung cho công việc rất là nhiều. Nó bắt đầu đang khởi nghiệp kiểu vậy. Thì nhận được cái tin đó, xong rồi mình thấy trời, giống như là mình nghĩ mình vẫn còn 18 tuổi vậy. Là sau đó là gọi cho anh này liền. Xong rồi anh cũng nói là thôi bỏ đi em. Là mình bắt đầu trời, sao cái người đàn ông mình đang yêu sao kỳ cục vậy. Sau đó là không, tối đi em quay lại Sài Gòn thì mình đi khám một lần nữa cho chắc. Thì lúc mà đi lên á thì khám xong rồi thấy rất là đáng yêu. Sau là quyết định giữ lại thì anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là lúc đó em thực sự yêu vợ em. Cái chuyện này đến gia đình thì hai bên gia đình thì phản ứng như thế nào? Đầu tiên là đưa về nhà của ảnh. Thì trước đó là em đã qua nhà ảnh chơi một hai lần gặp ba mẹ rồi. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Dạ có cháu. Rồi xong liền lúc đó là hai vợ chồng đi qua bên nhà của em để mà thưa với ba mẹ em. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Lần đầu sau, sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất là xịn. Dạ, nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Cái lúc đó là cái lúc mà như kiểu em có thể về em có đập bam này cái. Và em bước vô nhà giống là lần đầu tiên mà em nói ra chuyện ra mắt ba mẹ vợ luôn. Dạ, ra mắt ba mẹ vợ mà em đã có một cái nguyên một cái quá bự như vậy của hai vợ chồng em. Tức là khi mà thông báo với bên nhà em á, thì lúc đó ba mẹ em phản ứng sao? Mẹ em cũng thích. Ý là đương nhiên là cũng sốc, mẹ em chuẩn bị tinh thần trước rồi, trước khi lúc mà quen anh này. Tại vì tư tưởng của em với mẹ em nó khác nhau. Em là người rất là mở, tư tưởng thoáng. Còn mẹ em là kiểu tư tưởng truyền thống á. Nhưng mà trong quá trình em quen anh này thì em cũng đã giống như là hướng lại tư tưởng nhà mẹ là mẹ nên thoáng như vậy. Tại vì không có phải lúc nào cũng phải cưới nhau rồi mới quan hệ, thì nhiều khi nó không hợp thì như thế nào. Thì mẹ em chỉ nói là ok, nếu mà có vấn đề gì là phải giữ chứ không có được phá. Lúc mà biết thì mẹ em thấy cũng bình thường à. Mẹ hỏi là hỏi coi Nguyên nó có chịu giữ không. Dạ. Như vậy là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tới bây giờ là 2 năm. Hai vợ chồng 2 năm. Tật xấu của anh ấy có nhiều không em? Thấy không có nhiều lắm. Tật xấu của anh này là có một cái rất là dơ. Có nghĩa là đi ở ngoài đường về là bụi bặm, không có mặc áo khoác gì á chị. Thì đương nhiên là về là phải thay quần áo ra rồi rửa chân này kia rồi nó nằm trên giường. Nhưng mà không, cứ bay lên giường mà nằm. Phóng một phát lên giường. Chính xác, em la mấy lần rồi không được. Cái thứ hai là cái hành động mà nó cũng mạnh bạo. Ví dụ như là tối con gái đang ngủ với em thì em còn thức, em canh con gái. Thì anh stream xong anh lên là cứ mở ra mà cứ rầm rầm nha. Cũng không chịu sửa. Rồi một cái nữa là rất là nóng tính. Thì trong các cuộc cãi vã đều là ảnh, nhiều khi ảnh nói chuyện với em mà cái cách nói chuyện như là cứ quát vô mặt mình á. Nhưng mà đối với anh đó là nói chuyện bình thường. Thì kiểu không chịu sửa cũng không chịu sửa gì hết trơn. Đâu cái đó anh sửa rồi mà. Chưa, không thấy. Rồi. Không phải cho là mình làm việc với máy tính nhiều quá rồi nó khiến cũng con người thể. Mình đó bị nói lớn tiếng không ta? Anh nói chuyện với vợ anh á, anh thấy anh cho là cái rất là bình thường. Cái cao độ của mình nói chuyện cũng rất là bình thường. Mà em bị liên, cứ nói liên tục luôn. Giống như là mình nói chuyện nạt cho mặt người ta. Anh có thể coi cách chị Vân nhìn, chị Vân không biết, không biết anh đang nói về gì. Biết, em biết. Thuận là không phải là do máy tính, mà em là cái tính chất nghề nghiệp của em thì Thuận làm đạo diễn nhiều á. Ra hiện trường là Thuận phải nói lớn, nói nhiều, nói lớn để người ta hiểu được cái ý của mình á, thì thành ra nó là thói quen. Chứ không phải là do máy tính. Bạn này là cũng là thói quen nghề nghiệp luôn, là bạn cũng phải nói chứ không phải là do cái máy tính nó làm cho bạn bị. Em nghĩ là tại vì em xem thể thao nhiều và thực sự đó, khó để có thể vô một trận bóng đá mà em bình tĩnh được. Còn gì nữa kìa? Còn cái nữa là rất là gọi là độc tài hả? Đi qua tới sở thích. Có nghĩa là anh này á, anh thích ăn cái gì là em phải ăn theo cho bằng được. Có một lần á là em nói, tại vì em đi làm ở bên Tân Bình nha, em quận 7 thì Tân Bình hơi bị xa cho nên là lâu lâu là nói chồng chở đi làm.
Thì Diệp nói là ok hôm nay anh chở đi làm nhưng mà phải ăn sáng theo anh. Đó là ăn cơm tắm. Mà chỉ biết một tuần 7 ngày là ngày nào cũng ăn cơm tắm, tới hôm đó vẫn ăn cơm tắm. Em là người chung thủy. Anh sẽ chia sẻ về một số quán cơm tắm. Rồi đó, rồi xem phim cũng vậy. Nếu mà đi xem phim rạp là phải xem phim của ảnh, không được xem phim Hàn Quốc, để xem phim Quốc em tự đi xem mình. Mà có gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không chị. Chỉ có độc tài phát xít thôi. Đúng rồi, về cái sở thích thôi. Chứ còn mấy cái vấn đề khác thì là rất là hay hỏi ý em. Rồi ví dụ như là để cho em tự do làm gì em thích là luôn luôn ủng hộ em. Em mong chồng em thay đổi những cái tính nào? Em chỉ thấy cần thay đổi là ảnh bớt nóng tính lại. Giống như là điềm tĩnh nói chuyện hơn, chứ lúc nào cũng nóng. Giống như là làm tổn thương mình á. Rồi sau đó lại đi xin lỗi mình. Thì nó không có thay đổi được cái gì hết trơn, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Không, vấn đề là anh đã bình tĩnh lại so với thời gian trước rồi. Tại vì em rút kinh nghiệm á, là bình tĩnh là cách duy nhất mà em có thể thắng được một cái cuộc cãi vã với không vợ thấy. Em. Khi mà em phải nói từ từ lại. Nhưng mà em cãi với luật sư cũng hơi căng lắm. Nhiều cách lắm em ơi. Như vậy là mong Nguyên thay đổi là bớt nóng tính lại. Dạ, đó. Chỉ có cái đó và thôi. Đừng bao giờ nói những cái điều gì đó làm tổn thương người đẹp. Đúng không? Dạ. Được không Nguyên? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Em coi thật xấu đi. Đầu tiên là vợ em hơi bị không ngăn nắp. Em nghĩ là cái đấy là người một người phụ nữ, một người con gái, người ta sẽ biết hơn một người con trai. Mà lẽ ra là một người phụ nữ giống như là sẽ dạy cho người đàn ông cách ngăn nắp hơn. Có một số cái mà giả sử như là khi vợ em đi về thì thường để cái ba lô ở ngay chỗ đem đi. Em lên phòng thì em dậm mấy lần và em mém té mấy lần. Và cứ mỗi lần mà em nhắc về vấn đề đó là vợ em đúng bài là vợ em sẽ nói sang một vấn đề khác, giống như là vợ em không nghe. Có giống như những người phụ nữ thời đại này là thích shopping, thích mua sắm online. Dạ có, một ngày mà em có thể đi xuống và em nhận hàng của từ những trang web đó chắc là cũng em nghĩ từ khoảng 3 tới 4 lần. Dạ, đến nỗi mà em thuộc hải tiền. Không, em toàn mua đồ lòng. Cho gia đình, mua cho em bé em, tại vì là bé gái mình, em thuộc những tên những anh shipper đó luôn mà. Em nói shipper vòng trong phường. Quen lắm. Dạ. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai. Tại vì vợ em không nấu ăn nhiều. Em biết là nấu ăn cho người khác là một trong những cái gì đó tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho người khác được. Nên rằng vợ em nấu ngon. Có những lần hiếm hoi mà vợ em nấu là em nhớ lắm. Cái lần đó em đang làm ở trong hoặc là em coi đá banh gì đó. Khi mà vợ em đưa vô một cái món mà món Ấn Độ. Cái món đó món gì vậy? Chả đậu gà. Dạ dạ, chả đậu gà một cái. Rồi xong đưa cho em một ly nước. Đó, có hai cái đó thôi mà em nhớ mãi luôn. Khi mà lúc đó em thực sự cảm thấy rất là đã. Tức là ngon ở cái cử chỉ đưa, cái động tác đưa cái, hay là ngon ở cái món ăn? Dạ em nghĩ là ngon cả hai. Em chỉ có một cái kỳ, cái này em kể thêm là vợ em có một cái hay nói với em không được quyền béo lên. Còn nếu mà em béo thì vợ em sẽ không thích. Thì mà lúc đó vợ em sẽ hết yêu em. Em ngồi em suy nghĩ lại, nếu mà em nói ngược lại cái vai trò như vậy chẳng hạn, nếu mà em béo hơn thì anh sẽ không còn yêu em nữa và anh sẽ thích những phụ nữ ốm hơn, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái câu mà em nói tới mức nào. Có những cái câu mà vợ em nói nó rất là mắc cười, khi mà em nói ngược lại với vợ em thì lại không được. Nên là em thắc mắc như vậy thôi. Tức là chồng em đã từng nói với em điều đó. Em nói trước. Em nói trước nhưng mà sau đó thì chồng em nói với em điều ý đó là lại. Chồng hỏi là trời ơi sao em vui gì với ý là nếu mà anh nói ngược lại câu đó thì em thấy làm sao? Em có thấy tổn thương không? Em có chịu đựng được cái câu đó không? Thì em có trả lời không? Em chỉ cười thôi tại vì em biết là anh sẽ không bao giờ nói với em câu đó. Nhưng mà giờ em nói cái câu đó với chồng em là nói thiệt hay là nói nói vui giờ thôi. Chồng em béo lên thì sao? Thì bắt giảm cân sao anh chị? Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là ngăn nắp hơn. Đồ đạc thì để gọn, mà cái này là cả hai tụi em luôn. Em cũng nghĩ là cái đó luôn. Bừa kiểu khác á, mỗi người bừa một kiểu. Rồi nghĩa là cả hai đều mong muốn là ngăn nắp. Thì giờ hai vợ chồng cùng đồng lòng hiệp sức đi. Hai ba lần em địch bị té ở cái ba lô á, thì lần này á là em đừng có để bị té nữa, mà em cầm cái ba lô em cất cho một chỗ nào đó. Một hai lần người ta có sĩ diện, người ta luật sư mà tổn thương người ta sĩ diện, nó chứ không lẽ giờ mình làm gì kỳ quá đúng không? Tự động người ta vì cái sĩ diện đó người ta sẽ phải gọn. Và ngược lại. Dạ. Đó kiểu vậy đó. Hai vợ chồng quá đẹp đôi. Lại nói chuyện là luôn luôn dành cho nhau một ánh mắt rất là yêu thương. Xây đắm tình tứ. Đó, em cứ mỗi ngày em nói là mỗi ngày em lại càng yêu vợ em hơn. Đó. Em ơi tuyệt vời lắm em ơi. Rồi cảm ơn hai vợ chồng nha.